Chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta có thể tạo một cái nickname ở trên cái tài khoản Agribank của chúng ta nhé mọi người nhé. Để mỗi khi mà chúng ta chuyển khoản đấy thì chúng ta không cần nhớ cái tài khoản của chúng ta nữa mà chúng ta chỉ cần nhớ cái nickname của chúng ta thôi. Rồi, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái ứng dụng AG trong mình. Ok, sau khi các bạn đã đăng nhập cái tài khoản AG của chúng ta xong, chúng ta sẽ kéo xuống đến cái phần là quản lý nickname nhé mọi người nhé. Đây, nó có thêm cái phần là quản lý nickname này. Rồi, lúc này là cái ứng dụng AG nó sẽ báo cho chúng ta là quý khách là chưa đăng ký nickname thì chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký nickname ở trên điện thoại của chúng ta luôn nhé. Rồi, mình sẽ ấn vào cái phần là đăng ký. Rồi, thì ở đây thì các bạn lưu ý cho mình là cái chức năng cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản theo nhu cầu của cá nhân của chúng ta nhé mọi người nhé. Quý khách có thể chia sẻ thông tin nickname thay vì số tài khoản cho người khác để thực hiện chuyển một khoản tiền nhanh chóng này mọi người này. Đó, thì có nghĩa là bây giờ khi mà chúng ta gửi ai mà chuyển khoản cho chúng ta đấy thì chúng ta chỉ cần gửi cái nickname cho người ta thôi và chúng ta không cần gửi cái số tài khoản của chúng ta nữa nhé mọi người nhé. Mình sẽ ấn vào cái phần là tiếp tục. Đó, thì ở ngay cái dưới này có hai cái danh sách gợi ý. Cái đầu tiên là sẽ là một cái số điện thoại của chúng ta đăng ký với cả AG, và tiếp theo là cái số căn cước công dân của chúng ta nhé mọi người nhé. Nếu mà chúng ta không muốn theo cái gợi ý này thì các bạn sẽ nhập cái nickname theo ý thích của các bạn ở trên này nhé mọi người nhé. Thì chúng ta có phần dưới là lưu ý là cái độ dài tối thiểu là 5 ký tự và tối đa là 20 ký tự. Đó, và chỉ chứa các ký tự cái và số, không có các ký tự đặc biệt nhé mọi người nhé. Đây, ví dụ mình đặt luôn tên của mình. Rồi, như này chẳng hạn này. Và mình sẽ ấn vào là phần là tiếp tục nhé. Rồi. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta đăng ký nickname, cái phí ở trên này là niêm yết là 3 triệu. Và cái phí ưu đãi là hiện tại mà chúng ta đăng ký sớm thì chỉ mất là 199.000 thôi nhé. Và chúng ta sẽ kích vào cái phần là tôi đọc và đồng ý. Và sau đó các bạn sẽ ấn vào cái tiếp tục cho mình này. Và cái nickname ấy mà không thuộc danh sách được ngân hàng gợi ý cho chúng ta thì chúng ta sẽ mất một ngày làm việc để ngân hàng xét duyệt cho chúng ta nhé. Và mình sẽ ấn vào cái phần đồng ý. Và các bạn lưu ý là cái tài khoản của các bạn là phải có tiền nhé mọi người nhé. Chúng ta ấn vào đồng ý đây là sau một ngày làm việc của ngân hàng thì ngân hàng mới xét duyệt cho chúng ta nhé mọi người nhé. Đó, thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình một like, đăng ký và chia sẻ video giúp mình. Còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây. Xin chào tất cả mọi người nhé.